Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết dầu dây tiến hành giả soát toàn bộ hệ thống thoát nước của toàn tuyến dự án sau sự cố ngập nặng gây tắc nghẽn giao thông sau khi mưa lớn kéo dài xảy ra vào cuối tuần qua. Khu vực ngập úng nặng, có đoạn ngập sâu cả mét xảy ra tại km 25 419 cách nút giao quốc lộ 55 khoảng 2 km trên cao tốc Phan Thiết dầu dây, đoạn qua địa bàn xã sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vào đêm 29 tháng 7 và kéo dài đến sáng 30 tháng 7 ở cả hai hướng bắc và nam. Sau khi kiểm tra, giả soát trên toàn tuyến, Ban Thăng Long đã đưa nguyên nhân bước đầu của sự cố đáng tiếc khi dự án vừa được đưa vào sử dụng chưa đầy 3 tháng. Theo đó, Ban Thăng Long cho biết liên tục trong hai ngày qua 28 và 29 phần 7, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có mưa lớn. Đặc biệt, đêm 28 tháng 7, mưa liên tục với lượng mưa rất lớn, kéo dài đến 4 giờ 30 ngày 29 tháng 7, khiến cho cao tốc bị ngập sâu tới 70cm tại lý trình KM25-419. Tại đây, nước từ hạ lưu không thoát kịp, chảy ngược lại phía thượng lưu, tràn ra đường cao tốc gây ngập cục bộ, làm cho xe cộ không lưu thông được ở cả hai chiều. Chủ đầu tư cũng cho biết thêm, vùng hạ lưu cống cây M25 cộng 419 có mương, số hiện hữu, nằm ngoài phạm vi dự án, thoát nước ra cầu sông Phan tại cây M24 cộng 384. Đoạn bị ngập được thiết kế có quy mô cắt ngang 4 làn xe. Về rộng nền đường là 25 m

ông đặng hùng thái giám đốc ban điều hành dự án cao tốc phan thiết dầu dây đã lên kế hoạch giả soát lại hệ thống thoát nước toàn tuyến dự án để giải quyết tình trạng ngập nước và đảm bảo giao thông được thông suốt